Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng 8 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 thành phố 90, giải 8 Đồng Tháp 37, giải 8 Cà Mau số 10 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thank you.
Giải đặc biệt thành phố 136045, giải đặc biệt Đồng Tháp 955589, giải đặc biệt Cà Mau 848884. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.